Hello mọi người. Đây hôm nay mình bên mình nhập về số lượng là 1.000 con máy như vậy. Nhưng mà nó bị lỗi mất gần như là 10 15 con gì đó. Bị lỗi ở đây là không phải bị lỗi do nhà sản xuất mà lỗi do vận chuyển ha. Thì đa số là nó bị bể cái nắp này. Đó, cái nắp nhựa này nó bị bể thôi. Bên cho nên bên mình sẽ đưa ra thanh lý và một cái thùng nó bị móp á. Đây. Đa số là nó bị bể như vậy thôi và có con nó bị nặng hơn nó bị như vậy luôn. Đó. Thì con này là mới chăm chăm ha, cánh quạt là bằng đồng này, quạt bằng đồng ha, dây cái quạt là bằng đồng, dây này dây trong máy dây bằng đồng ha, chăm chăm luôn. Thì con này công suất của nó là 125W, đẩy cao được 30m và hút sâu được 9m, một giờ nó có thể bơm được 2 khối ha. Sử dụng điện 220V, tên máy là 25GP ha, đây là kiểu máy ha. Hàng nội địa nha mọi người. Mọi người mua thì bên mình cũng bảo hành như máy mới thôi. Nhưng mà không có hộp thôi ha. Đó, nó chỉ vì không có hộp thôi. Còn bên kia thì hai con bơm áp điện tử và bơm áp này bơm áp điện tử luôn ha. Loại tốt hơn. Ở bên mình sẽ thanh lý cái này. Thì mọi người mua con này có thể hoặc là mua cái này với rơ le, mọi người về có thể chế cho nó thành một cái bơm tăng áp cũng được. Hoặc là bên mình có một cái bình bộ tiết áp luôn. Chung này cái bình inox với cái đâu đang đông cái rơ le nào đây, hoặc là cái rơ le này kèm theo á, mình sẽ phóng đây thì hoặc thì mọi người có thể kèm theo cái bộ mua con máy này với cái rơ le này, bình tiết áp này đó, rồi kết thành một cái máy bơm tăng áp, hoặc là như vậy nữa, bên mình đầy đủ hết. Đây, hoặc là đây là cái bình tiết áp. Bình tiết áp này sẽ phối hợp với cái đó và đi theo cái rơ le này, nó cũng thành cái máy bơm tăng áp. À, nó vậy thôi. Nhưng mà tại vì nó không có thùng cho nên mình phải thanh lý ha. Ok, như vậy thôi. Có gì thì anh cái để mình mở cái con này ra mình sẽ cắt. Thế tại vì lỗi cho người ta đưa đi á. Lỗi cho nên phải bỏ đi ra. Đây là lỗi vận chuyển. Lỗi vận chuyển nha mọi người. Bình tiết áp này, bình tiết áp bằng inox ha. Rồi đó. Tất cả là hình như là 15 con, 13, 14, 15 con gì đó. Em lấy trên cái vít, em mở cái này ra kìa. Phong, mít cho phong. Mở điện quay cho. Mình sẽ mở trong con máy này ra cho mọi người cho em có như nào ha. Cái này là mới chăm chăm hết nha mọi người, không có thằng cũ đâu mà là lỗi là do bên ô vớt thùng này ra. Đây trong này nắp nhựa mới hết rồi, hoàn toàn là mới nha, không phải không mình không có sơn lại đâu ha. Đây cái ba đây tù của nó ha. Dây này mới chăm chăm này, ở trong là dây đồng. Đa số nó bị lỗi bể nắp nhựa như vậy thôi. Bị lỗi như vậy thùng nó móp méo vậy ha. Ok như vậy thôi. Còn đưa đây con. Nhưng mà như con này thì mình sẽ bỏ đi, mình sẽ không bán này, không mình sẽ thanh lý ra chai. Đó. Hoặc là mọi người muốn mua thì mua về để tháo cái đầu này ra đi làm quay máy mài mấy đồ gì đó cũng được, như nếu mà mua xác con này thì mình bán là 200.000 đó, mọi người cứ làm gì làm thôi đó. Còn đây đa số nó bị về do vận chuyển, 1.000 con thì bị lỗi vài mười mấy con là bình thường nha mọi người, cái đó là mình tính hết rồi ha, lỗi nhưng mà lỗi nhẹ, như mày là nặng là mình không có bán này, bán những ai mà tận dụng không xài bơm làm cái máy chế cháo gì thì được này. Còn những con này thì vẫn chạy ok bình thường ha. Nói chung là chạy bình thường hết, bảo hành cho mọi người 1 năm luôn ha. Như dòng này cũng như dòng cái trợ lực nước máy á, hút cho bên Panasonic á, giá của nó là 750.000 một con ha, một con là 750.000 ha, lấy cho mọi người ha. Ok, thích mọi người muốn ship thì ship à, mình sẽ ship cho mọi người thôi, không sao cả. Bên mình bán hàng nhiều rồi, uy tín là mọi người không phải lo. Hàng sao vì trong video sao thì mình sẽ ship như vậy. Chứ không có gian dối gì cả. Còn như con này, con này thì đây,
tất cả nó đều ok hết. Cái nắp này bị bể này, máy chạy vẫn ok, nhưng cái chân nó bị gãy luôn này, đó, nó bị gãy một bên chân đó. Thành lý con này vẫn hút đồ bình thường luôn, chỉ mọi người kê kê vậy là ok thôi ha. Ok, vậy thôi mọi người ha.